Vinh xin chào cả nhà ha. Kính chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn ha. Bữa nay thì Vinh đi vào đây cả nhà ơi. Lại vào mùa cháo rừng rồi cả nhà. Thì Vinh chạy quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì Vinh sẽ quay lại cam sau để cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây, cháo rừng đây cả nhà ơi. Đó. Đây nè. Thì nó mới chớm vào mùa thôi cả nhà ơi. Chín chưa đều ấy. Đó. Trái đen này là chín à. Bên đây cả nhà. Chỗ này nó chín nhiều hơn. Đó. À, mình bốc một ăn thôi. Cái này nó có vị chua chua ngọt cả nhà. Đây đây cả nhà. Ở đây cả nhà ha. Đó. Này thì trái nhỏ nhưng mà rất sai cả nhà. Trái nó cũng không khác gì trái táo rừng cả nhà ha. Dạ đây là. Cái này ngâm rượu ngon nhá. Dạ. Cá nó vặt hơi lâu quá. Dạ. Đây bên đây chín nhiều cả nhà. Đúng không? Ông đi ngang qua ông nói mà hái về ngâm rượu cả nhà. Này thì mình quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cho vui thôi. Chưa có thời gian cũng hái về ngâm rượu được. Rồi, này chín quá luôn. Này các nhánh cây khác. Trên đây nữa cả nhà. Quá trời luôn. Nó hơi nhỏ lắm nha. Khó nhìn. Đây ha. Đấy. Quá. Không có nét à. Đen hết rồi. Mé bên này sao chín. Chắc cây khác. Bên đây nữa. Trong đây. Quá trời. Đó. Mới chín tới à. Buổi sáng nó cũng hơi tối cả nhà. Đây ở dưới này. Cứ có trà là có trái. Đó. À dạ. Trà xanh chín được mấy trái. Trái nhóc luôn cả nhà. Đó. Trên đây nguyên nguyên
những cái lùm cây. Cái này thân dây leo cả nhà, gỗ nhưng mà nó là dạng leo. Đó, cái thân như này. Trái nó dính dính liền luôn cả nhà, sát sát nhau, sai quá nhiều đó. Thế thì cái bây giờ thì nó cũng vào mùa táo rừng rồi cả nhà, thì mình cũng quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cho vui. Bây giờ thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu cả nhà thấy clip của Vinh hay thì đừng quên cho Vinh xin một like, chia sẻ, đăng ký để tạo nhiều động lực cho Vinh làm những clip kế tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào cả nhà. Bye bye.